Vũ Trường là một sân chơi dành cho các bạn trẻ có chung đam mê về âm nhạc và khả năng trình diễn vũ đạo. Và đêm nay chúng tôi tổ chức cuộc thi này cùng với 4 thí sinh đã vượt qua 30 thí sinh khác trong vòng tháng 7 để tham dự đêm game show đặc biệt nhất vòng chung kết của tháng 8. Và xin một tràng tay dành cho 4 cơ trưởng của chúng ta sẽ xuất hiện tại sân khấu đêm nay. Và đêm nay chúng tôi xin mời cơ trưởng Linh Vũ, cơ trưởng Anh Anh, cơ trưởng Hoa Mai Anh. Và xin mời các đồng cơ trưởng hãy cùng xuất hiện trên sân khấu đêm nay. Một đêm rất đặc biệt, chỉ có tại câu lạc bộ Tham Quan. Và xin mời cơ trưởng Tuyết Nga hãy xuất hiện trên sân khấu đêm nay. Và đêm nay, trước khi tới với cuộc thi đặc biệt này, tôi xin công bố những thể lệ cuộc chơi cũng như giá trị giải thưởng dành cho đêm chung kết đặc biệt này. Với giải nhất, cơ trưởng nào đạt giải nhất sẽ đạt giải là 3 chai rượu mất theo trị giá 6 triệu đồng. Giải nhì là 2 chai rượu mất theo trị giá 4 triệu đồng. Và đồng giải 3 là 1 chai rượu mất theo trị giá 2 triệu đồng. Và đặc biệt hơn là tất cả các cơ trưởng xuất hiện tại câu lạc bộ Tham Quan đêm nay sẽ được cấp bằng chứng chỉ cơ trưởng và sẽ có trị giá trong vòng 1 năm sẽ được giảm 10% giá trị tại câu lạc bộ. Xin một tràng tay thật lớn dành cho các cơ trưởng đêm nay. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các cơ trưởng hãy cùng sẵn sàng và bước ra sân khấu. Những chiếc bàn tay của gia đình của bạn Linh Vũ ở đâu ạ? Hoa Mai, xin một tràng tay dành cho các cơ trưởng của chúng ta đã có mặt tại đây.
Wow.